Chị già 500, 5 triệu 520 ngàn. Chị già, dạ muốn. Trời ơi đây. Chị mua nào chị?
cái của cô này. À, hôm nay là ngày khai trương của tiệm vàng Kim Loan, là anh em nghệ sĩ xuống đây để mà khai trương rồi sẽ giúp vô chương trình văn nghệ tại Mỹ Xuyên Sóc Trăng. Thì lát sẽ thấy nghệ sĩ nổi tiếng không, và những nghệ sĩ trẻ tương lai, Nhật Nguyên rất là tương lai, em kết nghĩa của mình rồi có gì Ngân Tú sẽ hướng dẫn giúp đỡ cho em đó. Và mong là tổ nghiệp luôn và quý vị khán giả yêu thương bầu chọn cho Nhật Nguyên trong chương trình Chuông Vàng Giọng Cổ năm 2020, ráng ủng hộ em đó nha, đến trận cuối cùng luôn, chung kết luôn nha. Nguyễn Hữu Nhật mong là tất cả khán giả sẽ ủng hộ và đón nhận nha. Nguyễn Hữu Nhật, Nguyễn Quốc Nhật, nhưng mà tên nghệ sĩ là Nhật Nguyên. Nhật Nguyên. Hai đứa là đáng lẽ là xong rồi, nhưng mà tại vì ngăn cách đôi bờ cho nên là phải chờ đợi đến hai mấy năm mình giờ mới gặp được. Nói đi, nói người ta không hiểu đây là gì. Trong em trong vở tuồng đó, nhau đồng nghiệp, gọi là gắn bó và đồng hành với nhau suốt còn mấy chục năm trời. Mà nhiều lúc có đủ duyên, có lúc không đủ duyên. Đúng rồi. Tới lúc đủ duyên rồi nó mới chín mùi dữ vậy nè. Giờ là đủ duyên rồi nè. Giờ mùi dữ vậy nè. Hôm nay là đủ duyên rồi đó. Hôm nay là đủ duyên. Đáng lẽ là chị Thanh Hằng chỉ còn đi quay nữa, nhưng mà anh này đột xuất là mời chị xuống Sóc Trăng Mỹ Xuyên khai trương, mà chị phải xin phép đạo diễn thì giờ lại chút xíu thời gian chị xuống đây chị thay cho khai trương cái tiệm vàng Kim Loan và chị phục vụ bà con bác ở Mỹ Xuyên đó, cho nên là chị là không thể để nào mà để bà con bác Mỹ Xuyên là ở Sóc Trăng mà đợi chờ chị, cho nên chị phục vụ ở đâu chị cũng phục vụ bà khán giả, miễn có người yêu thương là chị là sẽ đến phục vụ, chị là người nghệ sĩ của nhân dân. Chi nhánh 2 và Thanh Hằng thay mặt cho tất cả anh chị em nghệ sĩ chúc cho chị luôn nào cũng sức khỏe dồi dào nè, an lành hạnh phúc và thành công, đại thành công, mua mai bán đất, tiền vô cửa trước, vàng vô cửa sau, hột sòn nhảy cửa sổ vô. Mua vàng chưa? Mua rồi, em mua 2 tỷ được cái bao lì xì 500 ngàn.